được tổ chức từ năm 1960, giải vô địch châu Âu Euro được coi là một trong những giải đấu quan trọng nhất thế giới cùng với World Cup. Thậm chí, về sự bất ngờ và đồng đều về chuyên môn, giải đấu của lục địa già còn hấp dẫn hơn cả giải vô địch thế giới. Trải qua 15 lần tổ chức, Euro đã chứng kiến đến 10 quốc gia đăng quang, trong đó có những cái tên đầy bất ngờ như Liên bang Xô Viết, Đan Mạch hay Hy Lạp. Đánh dấu tròn 60 năm Euro ra đời, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành một cuộc cách mạng mới, khi lần đầu tiên giải sẽ được tổ chức tại 12 quốc gia trên khắp lục địa, hướng tới một sân chơi hòa đồng hơn cho những quốc gia nghèo. Thế nhưng, giải đấu đáng lẽ kỷ niệm 60 năm với nhiều ý tưởng độc đáo đã trở thành nỗi ám ảnh của chính UEFA. Khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa đến ngày khai mạc, họ đã phải hoãn lại giải vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Lúc này, chính châu Âu đang là tâm dịch của loại virus đến từ Trung Quốc. Toàn thế giới có hơn 180.000 ca nhiễm, thì riêng châu Âu đã có đến gần một nửa. Tính đến ngày 18 tháng 3, riêng tại Italia, số ca nhiễm đã là hơn 31.000 người và số người chết ở đây lên đến hơn 2.500 người. Đó là những điều khiến Euro không thể tổ chức và càng khó tổ chức hơn với thể thức thi đấu tại 12 quốc gia khác nhau. UEFA đã phải tuyên bố hoãn lại Euro 2020 và chuyển sang năm 2021. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu phải tổ chức vào năm lẻ. Đưa rời lại giải đấu có thể khiến UEFA lỗ hàng trăm triệu tiền bán vé, bản quyền và các hợp đồng với các nhà tài trợ. Không chỉ có vậy, việc thay đổi lịch của giải đấu này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các giải khác như UEFA Nations League hay vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt, mùa hè năm 2021, FIFA còn dự kiến tổ chức giải vô địch thế giới các câu lạc bộ phiên bản mới với 16 đội bóng tham dự, trong đó có 8 câu lạc bộ của châu Âu. Nếu Euro tổ chức, UEFA sẽ phải thương lượng được với FIFA để giải Club World Cup hoãn lại. Điều đó có thể khiến xung đột giữa UEFA và FIFA nổ ra khi hai liên đoàn này đã có nhiều lần tranh cãi. Nhưng rõ ràng, việc lùi lại Euro 2020 là điều không thể không làm. Tại Ý đã có 10 cầu thủ dương tính với virus Corona. Tại Tây Ban Nha, Valencia có gần 1/3 đội nhiễm con virus này. Ở Anh cũng đã có cả cầu thủ và huấn luyện viên dính bệnh. Euro phải tạm hoãn vì sức khỏe các cầu thủ và các cổ động viên. Trải qua 60 năm, giải đấu đang trong giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của mình.